Hello, xin chào mọi người. Đây chính là một server Discord của Sinh Tố Team dành cho ai là fan của Sinh Tố Team. Nơi này các bạn có thể giao lưu với bọn mình nè, hoặc là những bạn fan khác. Không những thế, Discord này còn có những trò mini game khác để cho các bạn chơi cho đỡ chán nữa. Ví dụ như là Naruto đó, hoặc là các bạn chơi bắt Pokemon. Và một trò được nhiều người trong cái Discord này thích nhất đó chính là trò ma sói. Nếu các bạn fan của Sinh Tố Team và muốn tham gia giao lưu với bọn mình thì đừng quên vào phần link ở bên dưới nhé. What's up, xin chào tất cả các bạn, mình là Sắc VN đây. Chào mừng trở lại với channel của mình. Và hôm nay mình đi tới ngân hàng. Tại sao? Tại vì mình tới thì mình rút tiền cái. Trời ơi, trời, mình phải có. Mình á, là trẻ mồ côi nên mình phải có tới ngân hàng, phải lãnh cái tiền hỗ trợ cho mình cái. Okay. Nhưng mà không sao, hình như mình có được giúp đỡ thì cũng tốt rồi. Mà mình phải đi vô đây cái. Mình cũng không có thường đi tới ngân hàng cho lắm. Mà này phải vô coi. Ui thôi, chỗ này sao mà ồn ào dữ ta, náo nhiệt dữ. Wow. Ok, mình phải tới chỗ nào ta? Để mình coi thứ cái coi. La. Cái gì? Ơi. Ây da, đụng chúng người kìa. Ô, chú sao không vậy? Tôi xin lỗi, ta mới là người xin lỗi mới đúng. Ta hôm nay hơi vội quá. Ờ, được rồi, nè, cho nhóc một số tiền nè. Cái gì vậy? Đi, cảm ơn, bye bye. Chú gì đâu lạ vậy? Ok, cho mình sợ luôn. Trời ơi, thấy tự nhiên người gì đâu mặc đồ gì kỳ vậy. Thôi, kệ. Ủa, mình làm gì ta, đúng rồi. Đúng rồi, phải đi lấy tiền không bà. Lấy tiền của mình cái. Alo, chị ơi, cho con hỏi này cái. Đây là một vụ cướp. Cướp đây, giơ ta lên và giữ nguyên vị trí. Mày di chuyển một cách là tao bắn vô đầu tụi thân. Ôi, cái gì ơi. Ôi. Đứng yên tại chỗ. Đứa nào mà nhúc nhích là đừng trách ta. Ta là trộm có súng đó nghe. Ngồi yên, giữ nguyên vị trí. Ngồi yên, di chuyển không? Di chuyển không? Ai, mày di chuyển mày? Ông già, ông giàu có gì chưa? Di chuyển là tụi bắn nó nghiền. Đưa tôi tới cái chỗ két sắt, đưa lấy tiền nhanh lên. Không được bắn nghe. Ông sợ không nhỉ? Ông đưa hả? Ông đưa hả? Nhanh lên kìa. Oh, tại sao lại có một thằng nhóc ở đây? Tụi nó sợ chạy hết rồi còn thằng nhóc ở đây. Vậy là mày muốn chết rồi, mày muốn báo công an tao à? Chết mày rồi con. Mày chết rồi, mày cút. Trời ơi, trời mưa luôn rồi. Vậy là mày ra đi trong ngày trời mưa rồi. Tạm biệt nhóc. Đừng có giết con. Thôi, bây giờ tao giết người. Rồi tao lấy đâu ra con tin để mà tao ép tụi cảnh sát. Thôi, bây giờ tao sẽ bắt mày làm con tin. Đi theo tao. Ê, con kia, đưa mật khẩu cho tao. Rồi, ok, có mật khẩu rồi. Theo tao. Ê, mày đi vô mày. Mắn chết mày vô. Ok, chú muốn gì. Đứa nào mà báo cảnh sát hay là lại gần đây là tao bắn chết thằng nhóc này nhanh chứ. Ê, dữ vậy. Rồi, đứng yên nha nhóc. Tao bấm mật khẩu coi. Chuyện gì đang xảy ra với mấy bạn? Sao chuyện này xảy ra với mình vậy? Ơi, mày có lừa tao không vậy? Sao mật khẩu tao không ra vậy? Đi vô. Vô. À, đứng ở đây nghe chưa. Wow, đây rồi. Ôi trời ơi, chú tham lam gì vậy chú? Tiền hơn chú tham gì vậy? Nói gì? Ê, không có gì vậy. Nói gì? Ôi da, sức tay rồi. Trời ơi. Thôi, đầy ba lô rồi, đi rồi. Thôi, đi theo ta. Đi ra trước. Ok. Lửa cảnh sát bắn, nó bắn mày chứ không bắn tao. Chú mở đi chú. Quên một khẩu rồi. Ê, được rồi, đi ra. Giờ đi đâu vậy? Đi ra ngoài với ta. Đứa nào mà bếp chết và báo cảnh sát để tao bắn nó nghiêng. Đi ra đây, đâu rồi. Đi bên này. Mày đâu lì vậy mày? Đi lên. Đi, trời ơi. Rồi, đây. Ôi, làm gì có đứa cảnh sát nào dám tới đâu. Vậy là thành công rồi. Bây giờ thì mày đã hết giá trị lợi dụng rồi. Tao sẽ thủ tiêu mày. Tạm biệt nhóc. Thôi mà chị. Ê. Ui. Làm gì đó?
Mày chơi trò siêu nhân hả? Trời ơi, lớn rồi con có thằng chơi trò siêu nhân giống mày kia nhóc. Tao tưởng chỉ có tụi bay cho con nít mới thích chơi siêu nhân. Thôi, nếu mày cũng muốn nhớ được thì dám thử bắn đi. Ôi, sao súng ta bị gì vậy? Súng hết đạn, để tao thay đạn cái. Mày. Ôi da, nhưng mà cũng không có đau mấy. Tao được rồi. Okay. Để ta thưởng lại. Hãy cho. Ôi, cái gì đây? Mày là cái gì vậy? Ôi, xin giới thiệu, ta chính là Iron Man. Và ngươi là người ăn cướp ở đây. Vậy là ngươi muốn chơi à? Ôi trời, tránh mình phải bạn ơi. Bắn cái gì vậy hả? Trời ơi, cái gì vậy? Rồi mối. Dạ. Thằng này, đứa ghê quá vậy. Chạy đâu hả? Ôi. Đứng đây. Trời ơi, đủ nhau luôn kìa các bạn ơi. Ôi, mình nhiều chuyện cái. Rồi. Nhiều, ơi. Sao vậy? Ta bị ta hạ gục rồi, nên là khỏi cần phải lo nữa. Ủa, hả? Chú là, hồi nãy chú giới thiệu là người sắt hả? Ta chính là Iron Man, hay được gọi với biệt danh chính là Tony Stark. Tony Stark? Ui. Ủa, chú là cái chú hồi nãy mà con đụng vô nè. À, vậy là cậu nhớ ta rồi. À, thôi được rồi, ra đây. Trời ơi, cháu phải nhớ nói. Chứ tự nhiên chú quăng tiền vô mặt con làm sao cháu không nhớ nữa. Đúng rồi, tiền của ta là cục gạch. Ôi, okay. Tiền cháu mất tiêu rồi. Ở chết hình như tiền kia nó lấy rồi. Thôi không sao. Thương. Tony Stark sẽ phù hộ cho con. What the hell? Thôi đi, chú nhận ngay trên nó giỡn chút phải à. Cái gì vậy? Ngươi xem tiền của ta như rác hả? Không, chú nhận. Ủa, cái gì vậy trời? Cái gì vậy? Ui, mà chú tự nhiên lại giúp cháu ghê vậy trời. Ui. Không có gì đâu, đó là việc của những người siêu anh hùng. Ôi trời, sao kìa? Gì? Ôi. Trời ơi, anh đi đâu vậy? Tôi tìm anh bữa giờ. Trời ơi, anh thích đi ngoại tình với con nào nữa hả? Để vợ anh ở nhà vậy hả? Lên xe. Ui trời ơi, cái bà này từ từ. Tôi đang đi giúp người dân mà. Bà làm cái gì vậy? Anh ngoại tình với thằng... Sao có nhóc vậy? Thì không phải ngoại tình rồi. Ủa, cô biết thằng nhóc này hả? Không biết nhưng mà mày quen lắm. Hình như hồi sáng tao coi trực tiếp trên cái đài này, nó bảo là thằng nhóc này nó bị làm cố tính mà sao nó ở đây rồi. Trời ơi, mà tại bữa này cho anh cướp mà bà không thấy hả? Gì? Tự nhiên cháu cho anh cướp mà. Tự nhiên cháu. Mọi người, tự nhiên cháu. Cái gì? Nói đi nhanh lên, tao nói chuyện với chồng tao mày. Cháu tự nhiên vô ngân hàng nhưng mà cháu lấy tiền bảo trợ bởi vì cháu không có gia đình cho một coi. Tự nhiên cháu bị bắt làm con tin á. Chuyện là vậy. Ủa? Đó. Vậy là con không có gia đình hả? Ừ. Đúng ừ. Rồi. Vậy hả? Vậy hả? Thôi. Thôi được rồi. Con nghe xong câu chuyện của con mà. Anh nghĩ mà chúng ta nên... Để anh nói nè. Nói đi. Hay anh nghĩ chúng ta nên dắt nó về nhà đi. Được hả? Nó cũng một coi cha mẹ em mà. Con gì chưa? Con chưa ăn gì hết trơn á. Mày ơi, con biết hả? Chú Tony Stark đây là tỷ phú hả con? Lên xe đi con. Ôi, lên, chờ mưa rồi, lên. Cái mũi chân nè, hết rồi. Ủa sao mình ta to vậy? Ôi, chú to vậy chú. Trời ơi, trời mưa rồi, trời ơi. Chú to vậy. Trời ơi, mấy bạn tự nhiên mình được gia đình. Tự nhiên chú to sao cái gì vậy chú? Tự nhiên ai rồi. Trời ơi. Trời mấy bạn ơi, tự nhiên mình được chú Tony Stark vậy. Ủa, cô là ai vậy? Cô là Pepper. À, cô Pepper. Chú Tony Stark đây. Trời ơi. Rồi lấy từ từ thôi em ơi. Trời ơi, mưa trời mưa anh ơi. Mọi người nói chung là mình được hai người này nhận về nuôi nè. Rồi mà chú Tony Stark lại là người sắt cái gì nữa đó. Hay ghê. Rồi, được rồi, tới nhà của ta rồi. Ủa, đó. Đây là nhà chú hả? Chú. Ôi. Đúng về. Ủa, dừng lại được chơi vậy cô. Ôi trời ơi, đổ cái gì vậy?
Ok, phải đổ xe đàng hoàng cho trời con. Trời ơi, vô lẹ đi, vô lẹ đi. Ôi, con chồng vô nhà. Như bên kia, như bên kia, như bên kia. Như đổ bên này nè, sao nè. Ôi là trời. Ok. Ai biết xe này của anh mà anh đâu có chỉ em đâu. Trời ơi. Ôi. Cô này lái xe nguy hiểm vậy. Ôi là trời. Chú stop. Chú Tony. Trời cô, chú không chịu luôn đó con. Thôi, đi đi lên nè, cởi cổ đi. Đi từ từ. Ê, okay. Anh có đi với con nào không vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Khùng á em. Đi lên nè. Bắt khùng đi. Thôi đi với con nào. Ok, lên đường máy ơi. Đi. Ok. Anh ơi. Ôi dồi. Ra đây. Được rồi. Ui, đi đó thôi. Rồi. Ok. Ôi, chị chỗ gì mà tao thắc gì mà cao như vậy. Hôm nay anh đi, anh ăn đây, đi đi, đi là... nấu ăn cho. Thì em đi nấu đi, anh có nói gì đâu. Ok anh. Đó, đây chính là căn phòng của ta, căn phòng của Tony Stark. Ôi, này như kiểu cái phòng khách có tivi nè. Ôi, tivi mà bự cái gì vậy. Ui, sofa nè. Đúng rồi. Ôi ơi, sofa, mỉa quá. Làm gì sofa của ta vậy. Ê quá, ê dạ, ê dạ. Kìa chú. Rồi thôi, được rồi, đừng có nhảy nữa. Lên đây nè, còn nhiều phòng lắm. Ui, thiệt không à, á? Quên. Ủa, đây là gì vậy? Chính là chỗ phòng ăn nè. Chỗ mà Pepper, vợ của ta làm. Ôi. Món gì ăn đi anh? Lại ăn bánh xèo nữa hả? Ồ, này bánh xèo hả? Ăn bánh xèo mà. Suốt ngày sao cứ ăn bánh xèo hoài vậy? Em biết anh thích ăn bánh xèo, món khoái khẩu của anh là bánh xèo. Trời ơi, món khoái khẩu mà sắp thành món... cách biệt. Thôi. Ôi, hai người lạ quá vậy mọi người. Lên đây nè. Còn nhiều phòng lắm. Đây. Đây. Đây là chỗ để con nhìn vô cái phòng ăn. Thôi lên tiếp, không nói nhiều nữa. Ok. Đây. Ok. Đây, ở trên đây là cái phòng. Đây là bé bơi. Chưa. Chưa có bé bơi. Đâu rồi? Ủa đâu rồi? À đù. Ủa sao mình nhớ là có cái này đâu ta. Ok. Lên trên đi. Lên nào con. Ui. Ờ, trên này mới đẹp nữa con. Đúng đẹp rồi không? Đẹp sao không? Tại vì chồng của ta là triệu phú mà. Ui, chú là triệu phú thiệt luôn hả? Ô, chú làm gì triệu phú, chú là tỷ phú. Ui, trời ơi trời, tự tin dữ vậy. Ôi, anh ơi, chú là chục tỷ phú. Sửa cái cầu thang sao lên không được ấy? Lên được. Đi lên được rồi nè. Lên thôi. Ê. Nào. Được rồi, lên. Ôi. Đây đi. Ui, đây là cái vậy? Chỗ mà. Ui, cái chiêu đó con. Cái quán ba, cái tự nhà ba tại nhà, quán ba, quán ngủ. Thôi, em đi review luôn đi, anh lừa review quá, em review kiểu gì review hết là cách review của anh rồi. Đây là chỗ có rất là nhiều thức ăn, thức uống để chúng ta có thể nhâm nhi ly, từng ly, từng ly. Rồi sẽ là mình ngồi đây, mình hưởng thụ cuộc đời nè. Anh có thể nhắm ngắm qua ngoài trời. Hưởng thụ qua đây. Sao có hai ghế ta? Cho thêm ghế này cho con. Ôi, ghê vậy? Trời ơi trời. Ôi. Ui, này ngắm trời nè mấy trời. Wow, trời đâu mà nhiều mây. Thôi, tao đi ngủ xưa đây. Chú gần quá chú ơi. Không biết đâu. Chú con gần quá chú ơi. What? Ê, con này ngủ rồi. Ngủ? Trời ơi, sao anh tát cho mặt em vậy? Cho em đổi giọng bất thình lình vậy. Chị, đổi giọng gì? Thôi, không có gì. Thôi đi lên nè, lên từng cây là còn nữa nè. Đi review tiếp đi. Ui, còn nữa hả? Ui, nhảy vô mà, nhảy vô mà. Trời, chính là chỗ mà ta đã chế ra bộ giáp Iron Man. Ui, ui, ấy cái màn hình gì vậy? Ui, wow, cái bộ giáp gì mà tinh vi vậy trời? 64 inch chất lượng. Cho em mượn cái bộ giáp Iron Man của anh, em xuống em chiên trứng coi. What? Khùng hả em? Mượn giáp làm gì em? Chiên trứng á, cần cái laser gì á. Laser gì? Em kêu thằng Superman, em lấy em luôn. Kêu thằng Superman qua mà. Đó, đừng kêu em, anh. Ok, cảm ơn anh nha, em mượn nha. Ai, đâu, ơi. Gì ơi, cho anh bộ giáp lại nào. Ơi, cho anh bộ giáp. Em chiên trứng cho anh ăn mà. Còn mày, em kêu thằng Superman qua nó nấu giùm cho nó bắn laser đó, bắn laser từ mắt đó. Trường. Cho anh giáp qua. Cho anh bộ giáp. Có, không biết đâu rồi. Cái gì vậy mấy bác? Cô ơi, mình tính không ơi. Chiên trứng. Rồi mình chiên đi. Từ từ. Coi chiên được không? Có biết xài giáp đâu mà chiên. Ờ, xài cho tao. Ơ,
Tôi đã nói em bao nhiêu lần rồi, không được xài cái này nữa, bỏ ra. Đó anh nè. Xài xong mới trả hả? Ôi ơi, anh đi với con nào rồi bây giờ em về anh chửi em hả? Trời ơi, có chồng con gì mà triệu phú đi ơi, nói nhiều quá trời ơi. Ôi, rồi xong trời khỏi luôn rồi. Ôi Dương ơi, ơi cô khóc luôn rồi kìa. Ơi, 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 ở mình đừng gọi mẹ. Khóc. Mẹ, mẹ đừng khóc nữa mẹ. Ơi, tao nhận nuôi mày hồi nào mày kêu tao mẹ mày. Gì nói gì? Cô nói gì? Cô bảo, cô nói gì? Mẹ bảo là chưa nhận nuôi đó mà. Ấy, hay là tao kêu mình mẹ rồi bây giờ mà nhận nuôi đó luôn đi. Nói mẹ đi con. Mama. Mama. Ba ba. Hơi lên ngủ. Đậm đậm quá. Lên ngủ rồi. Đây này mẹ có chuẩn bị sẵn phòng cho con rồi nè. Ủa, đây rồi. Ta đã chuẩn bị sẵn phòng cho con rồi. Vô đi. Wow. Ôi ơi. Lần đầu tiên có phòng riêng á, trời. Hôm nay mặc dù cũng hơi hẹp nhưng mà trời có nhiều thứ gì vậy? Sách. Phòng này sướng rồi. Không ai đâu nè. Sách nè, có áo quần nè, rồi ui có nguyên cái chỗ máy tính luôn nè. Ui, cảm ơn ba mẹ nhiều nha. Đúng rồi, không có phù hợp con. Ok. Bye bye ba mẹ ngủ ngon nha. Mẹ ơi, con thấy mẹ. Đây, con ngủ ngon. Trời ơi, ê, lên giường cái. Ôi mấy bạn ơi, hôm nay ngày gì mà dài quá vậy? Tự nhiên mình bị bắt làm con tin rồi được người sắc cứu rồi, tự nhiên mình được dẫn về đây luôn. Ôi, thôi mệt quá, nói chung mình đi ngủ cái. Dậy đi con ơi, sáng rồi. Dậy. Trời ơi. Vậy? Dậy đi. Để nào, chúng ta bắt đầu phải ăn sáng xong rồi chúng ta còn nhiều thứ phải làm nữa đó. Ăn sáng nữa là tốt cho sức khỏe nghe, không được. Ôi, cái bếp em bên làm cái gì mà hư hết trơn rồi. Thằng nào làm? Ai em làm? Ok, em xây lại cho. Đợi xíu nha okay, con. Mày. Ok em. Chắc ăn sáng chúng ta phải ăn đợi một chút. Cái bàn nó còn một cái ghế à. Thôi con ngồi trên cái ghế. Cứ lẹ lên đi, chúng ta còn phải nhiều việc làm nữa đó. Em biết rồi. Em làm cái gì vậy? Mẹ làm gì kỳ quá. Thôi chuẩn bị đồ ăn trước đi rồi sửa sau. Thôi, hôm nay chúng ta sẽ ăn bánh xèo. Ê, cái gì vậy? Cho ta ăn cái vòi hả? Ai cười vậy? Ê, quên. Anh thích ăn bánh xèo mà đem cho nó bánh xèo. Nhóc cũng muốn ăn bánh xèo không? Chắc cũng được. Trời ơi. Ông mà bánh xèo luôn. Ủa rồi cái anh ăn bánh cái... xèo mốt anh đấu với tụi kia anh cũng xèo theo đó. Bà ơi, mẹ lấy con cái ghế luôn rồi. Trời ơi. Tôi lấy bà không được cái tích sự gì hết trơn hết trời. Ôi trời ơi. Thôi anh đi bánh xèo con khỉ. Ôi, xin lỗi. Bữa giờ là em thấy anh không quan tâm em như xưa. Anh có con nào đúng không? Ôi trời ơi. À, anh có con này nè. Ngơ. Ngại quá, con nhóc đây đừng có làm vậy mà. Không mấy coi. Ok. Làm lành nha. Ok. Hiểu chị gì làm xảy ra. Đừng nghe má, đừng nghe má. Thôi được rồi, vậy đủ rồi. Quan trọng là hôm nay chúng ta phải lên chỗ này nè. Đây, lên chúng ta chỗ đi. Này. Hôm nay con sẽ phải chế tạo một bộ giáp Iron Man. Rồi. Thiệt luôn. Wow. Vậy. Ôi trời ơi, giáp của giáp người sắt chắc khó lắm mà sợ duyên phát con đứa con nít làm sao được? Con không phải là Iron Man, con chính là Iron Boy. Iron Boy. Lộn. Boy. Iron Boy. Cái ống nước này sao nó cứ kêu hoài ta? Khó chịu thiệt chứ. Thôi mốt tao phải sửa lại cái ống nước mới được. Anh chỉ cho nó làm bộ giáp đi. Mốt nó còn giúp anh nhiều chuyện nữa. Như kiểu mấy thằng cướp á. Em nhớ lần trước cái thằng cướp mà anh bắt trong cái ngân hàng nó bỏ chạy rồi. Nó kiểu bắt khi nó trả thù. Sao biết nó chạy được? Cùng em má. Thấy nó chạy, em chạy từ đó nó ra. Mà em thấy nó bỏ chạy mà nó cầm cục tiền nó chạy mà. Thôi, vậy không sao. Được rồi, bây giờ ta, có ta với lại vợ của ta sẽ giúp nhóc làm một cái bộ giáp Iron Man. Nên là khỏi phải lo. Một bộ giáp. Được, con sẽ trở thành cậu bé sắt hả? Ok. Đi con. Iron Boy. Right. Nhìn lên màn hình đi.
Còn ok, bây giờ mình học thôi, học làm giáp thôi các bạn ơi. Đúng rồi. Bước 1. Sao phép rồi? Lấy cho ta bộ giáp. Để tôi nói cho. Đây. Bước 1 để có được một bộ giáp Iron Man là chúng ta phải nhìn vô cái hình. Bước 1 là tập trung thật là kỹ. Bước 2 lắng nghe những gì ta nói. Nha. Ok. Hai bước đó là hai bước quan trọng. À không, hai bước đó là hai bước tối thiểu cần phải có. Rồi, còn bước 3. Thì không nha. Khi ba ta sợ. Đừng tin lời cổ. Còn bước thứ 3 nữa là làm như trong hình đi. Trời ơi, nghe dễ gì vậy bà? Ok, thì con sẽ có. Được rồi mấy bạn. Để mình cố gắng xem cái bộ giáp coi. Hình như cái này người sao mà hôm nay đứt quá. Ôi, được rồi nè. Bà nói gì vậy bà? Ồ, ta nói người ta đứt. Trời ơi, ta chưa tắm mấy ngày nay rồi. Ta phải nghiên cứu làm sao để có thể nâng bộ giáp ta lên tập cao mới. Ôi, ok, con chơi được cái này nè. Mọi người con chơi được cái này. Ok, để anh đi tắm đây. Để trên tay con. Đợi xíu ta đi tắm nha. Oh. Chúc mừng. Em chỉ nói sai chứ. Thôi em biết đi. Không biết đi. Ui, đúng như cái của ta luôn nè. Được rồi. Ta rất là tự hào về con. Hả? Được rồi. Bắt tay hả? Ta đặt niềm. Ôi, sao đầu. Gì nghe sao đầu. Không, ta không sao đầu, ta đặt lên vai. Ta đặt niềm tin ở con. Ok. Con trai à. Cảm ơn ba rất nhiều. Đuối quá, đi tắm cái, ok. Sao thưa mẹ? Ít mỏ bỏ để đeo vô bụng của con ấy. Ok, con coi đây. Ê, hôm nay khác gì trơn ta? Chứ, con phải biến hình, con hay đọc thần chú Iron Man biến hình. Thiệt luôn hả? Thật dữ thôi, con chỉ cần suy nghĩ biến hình là được. Ok. Tập trung, đây nó đọc được ý nghĩa của con mà. Ok, Iron Man biến hình. Ui. Con thấy chưa? Con thấy cái màn hình trước mặt con chưa? Ôi, tại con biến hình luôn gì vậy nè. Ui, ôi cái gì đúng vậy? Rồi. Con biến hình rồi. Ôi. Mẹ ơi, cứu con, mẹ ơi, cứu con, không hiểu gì trơn á, mấy cái này con không hiểu gì trơn. Ôi, trời. Con biến rồi. Wo. A! Con đâu rồi? Con dưới đây. Ui, mẹ, xem con nè. Con biến rồi kìa. Ôi, mẹ biến nè. Màn hình tùm lum đây. Ê. Trời ơi. Mẹ cũng biết hình gì luôn nghe vậy. Chưa thì con thử coi. Cái này sao? Có tay gì nè. Ui. À, ôi trời ơi. Nè. Ui. Nè. Ui. Cái đó luôn hả? Ghê. À. Sao mẹ làm không có gì bắn ra hả trơn vậy? Ủa con thấy hả? Trời ơi bắn mạnh vậy mà không thấy. Con bắn thử đi. Ôi cái này cái dao nè. Con biết rồi cái này giống mẹ rồi con bắn thử đi. Nè. Ui. Em đi khoe mẹ. Ôi, biến lại bình thường thôi con. Ôi, sao rồi hả? Sao rồi? Ôi, không rồi anh ơi. Nghe bác. Con nó biến rồi. Ai? Nó chưa biết sao. Tên lửa kìa, bắn tên lửa thôi con. Bắn đi. Bắn tên lửa. Bắn gì vậy? Tên lửa. Không lẽ nào? Ba, thấy con ghê chưa? Anh nghĩ sao nó chơi đi. Vì sao nó xài mấy chiêu ấy. Em còn đi làm gì cơ? Thôi, được rồi. Nếu vậy thì chúng ta sẽ ra thực hành luôn, không phải nói nhiều nữa. Đi thôi. Ui trời, ui. Bay từ từ ơi, con ơi, từ từ. Ở đây nè. Ở đây. Ôi, sao con thấy gì mà. Từ từ thôi. Xuống. Đáp vô đây. Đây nè. Ây da. Được rồi, chỗ này là chỗ chúng ta sẽ đánh lộn. Đánh lộn. Ui, làm sao thưa ba? Được rồi, bây giờ ở trên kia đang có những cái tên gọi là ăn trộm ăn cướp đang trên đó kia đang kiếm kế hoạch để gọi là không gì, nói chung là đang kiếm kế hoạch để gọi là sao ta chiếm cả thế giới này đó, cho nên là ta nghĩ ông nói cho nó nghe đi. Ok, được rồi, bây giờ kế hoạch của ta là ở trên đó, trên ngay nóc nhà đây chính là một chỗ tụi ăn cướp. Tụi nó đang gọi là buôn lậu vũ khí. Và bây giờ nhiệm vụ của con tụi nó làm mà chuyện phi pháp. Xử nó đi. Cho nó làm chuyện phi pháp. Đúng như vậy. Một mình con thôi hả? Đúng rồi. Okay. Trời ơi con phải tập luyện chứ con. Trời ơi. Ok. Ai đánh tao vậy? Bài lên. Ai như ta nè. Cẩn thận nha. Con tìm vũ khí cái.
Ok. Tấn công nó đi. Ơi, tụi nó vô rồi kìa, tụi nó vô. Vô nè, vô nè. Ok, vô nè. Quay, con gơi đó, gơi đó, gơi đó. Ây da. Trời, có mấy cái gì vậy? Cây đổi với khí, đổi với khí. Wow, chơi gì mà vậy? Mới vào, vào. Rồi, con, cố lên con, cố lên. Tao tin con có thể làm được, cố lên. Rồi, bắn, bắn hoa tiễn. Ôi trời ơi. Narrator, narrates all. Ây. Bắn cái, bắn sao ta, bắn sao, ơi. Hay quá, trời ơi, giữ nó đi. Ta giúp con, ta sẽ giúp con. Ây. Tấn công mấy nhanh lên con, này đây. Ôi trời, nhiều vậy, nhiều vậy. Ây, ây, cố lên. Bắn cái, ôi trời ơi. Bắn chúng mình nè, ây. Nguyêu, nguyêu. Wow, cứu mẹ với. Mẹ đâu rồi? Mẹ với. Mẹ sao mẹ bị gì vậy? Ây, ây, đi, đi, đi. Ây, 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 ây. Đi ra chỗ khác, bắt nạt mẹ mình nè. Bùm cái. Hay quá, đúng là con của ta, để xem còn đứa nào được không. Hết trơn rồi. Con giỏi lắm nhưng mà con không đánh với mẹ một trận đâu. Công nhận. Con, ta đã chọn đúng người rồi, con chính là con của ta. Đúng là con trai của ta. Iron Boy. Bà này nghịch quá, đấm bà bây giờ. Đánh đấu với con tôi cái con. Không. Không. Cho mẹ xuống. Cút ngay cho con. Thôi được rồi, ta rất là tự hào về con. Con bây giờ sẽ trở thành một thành viên trong biệt đội Iron Man. Ây à. Ôi. Con làm là gì lên. Vậy? Trời ơi là trời ba. Đây nè, con đây nè. Con nhìn đâu vậy? Được rồi. Ê. Con phải dập gà. Từ bây giờ chính thức đã trở thành Iron Boy. Thiệt luôn. Vậy là đúng như vậy. Ây à, con không có mặt giáp. Con không có mặt giáp. Ê, sorry, sorry. Ai, giáp lại nè. Ba đừng làm bậy. Ok, mình được trở thành Iron Boy. Ui, cảm ơn các bạn đã xem video này nha. Trời ơi, mình được trở thành Iron Boy rồi. Nếu thấy hay đừng quên để lại một like và subscribe channel của mình. Đừng quên qua các thành viên của biệt đội xinh tốt khác. Và nếu các bạn muốn coi mình diễn sinh hùng như thế nào, mình được nhận nuôi bé sư hùng nào, đừng quên để lại comment bên dưới nha. Rồi bây giờ thì yeah. Sao ba? Bye bye, hẹn gặp lại nha, bye bye. Ok, bye bye mấy bạn. Hẹn gặp lại trong video tiếp theo.